Một bộ tộc có phong tục rất lạ lùng, đó là đàn ông phải khỏa thân nhảy qua lưng bò để lấy được vợ, đó là bộ tộc Hama. Ngay lễ nhảy bò hay Ugulibula là nghi thức trưởng thành của cánh mè râu trong bộ tộc Hama. Nghi thức này yêu cầu các chàng trai trẻ trong tình trạng khỏa thân phải nhảy qua 15 con bò đực đã được bôi trơn bằng phân và xếp thành hàng mà không bị trượt ngã. Người thành công sẽ được công nhận là Maza, một người đàn ông trưởng thành và có quyền lấy vợ ngược lại nếu thất bại những thanh niên tham gia nghi lễ này sẽ không thể kết hôn và bị đánh bởi những người phụ nữ chứng kiến nghi lễ khi chàng trai thực hiện thử thách của mình những người phụ nữ hama là thành viên trong gia đình hoặc họ hàng sẽ đồng hành với anh ta họ sẽ nhảy và hát một cách nhiệt tình để ca ngợi phổng hộ tinh thần của người đang tiến hành nghi lễ thời gian diễn ra nghi lễ được quyết định bởi gia đình chàng thanh niên và thường được tổ chức sau vụ mùa Đặc biệt trong nghi lễ này, những người phụ nữ sẽ tập hợp lại và dơ lưng chịu đoàn roi đến từ các Maza. Dù cho lưng đầy vết thanh tím và thậm chí rỉ máu, người phụ nữ Hama cũng không hề kêu đau hay chạy trốn. Ngược lại, họ sẽ cầu xin khi khích các Maza đánh mạnh hơn, nhiều hơn và thậm chí tranh nhau để được đánh. Đối với họ, những vết sẹo lưu lại trên lưng là một niềm tự hào chứ không phải kết quả của sự bạo hành. Chúng thể hiện sự dũng cảm, kiên cường cũng như tình cảm và sự hy sinh, cống hiến của người phụ nữ dành cho chàng trai trong gia đình. Người Hà mang cho rằng một trong những tác dụng của tục lệ đánh phụ nữ này là nhằm tạo ra mối liên hệ sâu sắc giữa chàng trai thực hiện lễ trưởng thành và những người thân là nữ giới của anh ta. Đây sẽ là món nợ máu đối với chàng trai đó. Và khi những cô gái gặp khó khăn, anh ta sẽ phải giúp đỡ họ để trả món nợ này.